phải nịnh em chứ. Từ lúc mà em có bầu á, nhìn em nó quyến rũ lắm. Nó thoát bằng cái mùi hương kỳ lạ. Tao nói nó ngon. Nè, em chứ phải đồ ăn đâu mà tả ngon. Ai vậy? Mẹ nè. Dạ mẹ vô mẹ. Đó. Dạ thôi mẹ ơi. Sao thôi, mẹ vô nè. Rồi, mẹ vô tới rồi nè con. Ô, mẹ. Hai đứa đang làm gì đó? À, dạ. Đang đánh bóp massage bấm nguyệt cho vợ con. Dạ, tại con mỏi lưng quá. Hồi nãy mẹ nghe con nói gì? Nghe nói gì á? Gì ngon ngon á. Bắt đầu từ ngày hôm nay ngủ riêng nghe chưa? Quá chừng em yêu ơi, anh nhớ em quá. Mẹ nè. Ôi sao mẹ đây? Anh lại đây, anh lại đây, lại đây. À dạ dạ dạ. Thằng nhóc. Mẹ nói mày ra làm sao hả? Tại sao mày vẫn bén mảng lên đây? Ngủ riêng. Đi ngủ riêng nhớ chưa? Sao nhắn tin em quá trời không nhận được hả? Đang ói trong toilet sao em đọc được tin nhắn? Nhắn tin nè. Nhắn tin nè. Đi ra chưa? Đi ra. Mẹ. Đi ra. Còn gần như một thôi, đi rồi. Thôi. Đi ra. Quê quá. Tính qua mặt mẹ hả con? Đâu có được. Mẹ ơi mẹ. Nhẹ nhẹ thôi. Sao? Từ ngày có bầu á, người nó có nhức mỏi vậy. Đây để anh làm cho hết nhức mỏi. Trời đất ơi, giờ này đêm khuya rồi hai đứa còn rủ rỉ gì rồi làm gì vậy? Con đang massage cho vợ con chứ đâu làm gì đâu mà. Vợ con mấy hôm nay khó ngủ tê tai rồi con xuống đây massage đâu chứ không có làm gì hết thiệt. Vậy hả con? Dạ con nhức lưng quá, nhức người quá. Thôi mẹ hiểu rồi, để ngày mai mẹ hút thuốc về cho con uống ha. Nè, bây giờ không ngủ được thì cũng ráng nằm chợp mắt chút xíu, chứ thức khuya nguy hiểm lắm. Dạ ra. Để con đánh bóp massage. Đây đi lên ngủ với mẹ, đi con, đi lên, lên mẹ lo cho. Đi. Mà con ngủ không được. Thì đi lên với mẹ. Thôi, ráng ngủ. Con đi ngủ con. Uống sữa nữa hả? Uống đi có sức khỏe. Thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Sao uống thuốc của mẹ mua cho á, em không thấy đỡ gì trơn á. Kỳ vậy ta. Vẫn mệt nè. Hồi nãy uống miếng sữa đi. Rồi ráng đi. Đợi sắp tới đợt khám định kỳ á, vô đó rồi mình hỏi coi nguyên nhân bị sao. Gì vậy? Ôi, nghe mùi á, uống được. Sữa tốt cho bà mẹ và trẻ em mà. Ráng uống đi em. Thôi, để nó đi rồi xíu em uống. Uống đi, anh đút cho uống. Anh đút cho uống nữa. Thôi mà, uống một hồi nữa em ói hết bây giờ. Để đây là uống nè. Em. Bữa nay á, anh có hẹn với lại tụi bạn là tập trung qua nhà Dương ăn uống rồi nói chuyện được. Em có muốn đi với anh không, rồi qua đó
nói chuyện với bạn bè nhiều khi đầu óc nó thoải mái hơn. Ừ, ở nhà hoài cũng chán quá. Nhưng mà anh xin mẹ nha, chứ em sợ là mẹ không cho đi á. Ok, em đồng ý là được rồi, còn giấy phép xuất ngoại để anh lo. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.